Đừng quên đăng ký ngay khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 10 để chinh phục 8 cộng môn ngữ văn cùng học văn chị Hiên nhé. Thương mến, chào các em. Chị là Thùy Dương đây. Chị rất là vui vì là người đồng hành cùng các em trong audio văn học số này nhé. Trong số này thì các bạn sẽ cùng với chị tìm đọc văn bản mở rộng Ngôi nhà truyền thống của người ED trong bộ sách Chân trời sáng tạo. Trong quá trình học lớp 10, chị biết là với những văn bản đọc mở rộng, các em sẽ gặp những khó khăn nhất định. Bởi lẽ ở những văn bản đó thì chúng mình thường là sẽ được thầy cô giao nhiệm vụ về nhà tự đọc, đúng chưa? Thế thì ngày hôm nay chị Dương sẽ cùng với các bạn đọc văn bản này và chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nhé. Chị Dương có câu hỏi số 1 như sau. Từ hình ảnh minh họa, bạn hãy chỉ ra những chi tiết mà văn bản đề cập. Ví dụ như nhà dài, cầu thang, hoa văn chạm khắc. Để trả lời được câu hỏi này thì đương nhiên là chúng mình cần phải đọc thật là kỹ văn bản Ngôi nhà truyền thống của người ED rồi, đúng không? Bây giờ các bạn đặc biệt chú ý cho chị vào đoạn số 1, số 2 và số 3. Thì các em có thể chỉ ra luôn cho chị những cái chi tiết mà tác giả đề cập ở trong văn bản liên quan đến nhà dài, cầu thang và văn hoa chạm khắc. Các bạn đã nhìn thấy rồi thì chúng mình sẽ trả lời câu hỏi như sau. Như hình ảnh minh họa, ta thấy đúng như cái tên Ngôi nhà truyền thống của người ED rất dài. Nhà dài của người ED là nhà sàn được làm bằng tre nứa, gỗ, mặt sàn và vách tường bao quanh bởi thân cây bương hay thân cây tre già đập dập, mái lợp cỏ tranh. Tranh lợp từng cụm, ngôi nhà thả xuống mái, gốc bẻ gập xuống vào bên trong. Trong ngôi nhà dài, người ED chạm khắc rất là nhiều những hình con vật khác nhau. Ở đó có con voi, con cua, con cá lên sàn nhà. Cầu thang của nhà dài cũng có những cầu thang phía trước và cầu thang phía sau. Cầu thang phía trước có cầu thang đực nhỏ hơn, cầu thang cái lớn hơn. Trên cầu thang cái bao giờ cũng có hình ảnh bầu sữa và vầng trăng khuyết. Cầu thang đực thì không có va hoăn chạm khắc nhiều, thường chỉ là một cây gỗ sau đó chạm khắc những bậc để lên xuống. Chị Dương có câu hỏi số 2. Ngôi nhà và sinh hoạt của người ED được miêu tả như thế nào trong văn bản trên? Gợi nhớ những chi tiết nào trong văn bản Đăm Săn Chiến thắng Mờ Tao Mờ Say? Để trả lời được câu hỏi này thì các bạn chú ý cho chị, chúng mình cần phải có sự kết nối giữa văn bản đọc mở rộng và văn bản mà các bạn tìm đọc. Đó chính là Đăm Săn Chiến thắng Mờ Tao Mờ Say. Chị có câu trả lời như sau. Ngôi nhà và nếp sinh hoạt của người ED được miêu tả trong văn bản gợi nhớ đến các chi tiết. Nhà của Mờ Tao Mờ Say, cột sàn hiên đẽo hình mặt trăng. Đầu cầu thang đẽo hình chim ngói. Ngôi nhà của lão tù trưởng giàu có này thật là đẹp. Cầu thang rộng một lá chiếu, người nối đuôi nhau lên xuống khiêng một ché đê không sợ chật. Các em có thể chỉ tìm được chi tiết này ở phần đầu tiên của văn bản Đăm Săn Chiến thắng Mờ Tao Mờ Say, trong cái khung cảnh chiến trận khi mà Đăm Săn đến nhà Mờ Tao Mờ Say để khiêu chiến. Chi tiết số 2. Khi Đăm Săn gọi Mờ Tao Mờ Say xuống để khiêu chiến, hắn không xuống nên Đăm Săn đã dọa. Ta sẽ lấy cái sàn hiên của nhà ngươi, ta bổ ra làm đôi. Ta sẽ lấy cầu thang của nhà ngươi, chẻ ra kéo lửa. Ta hun cái nhà của ngươi cho mà xem. Chi tiết số 3. Sau khi mà Đăm Săn giành chiến thắng, cảnh ăn mừng cho thấy nếp sinh hoạt vô cùng độc đáo của người ED. Nhà Đăm Săn thì đông nghịt khách, tôi tớ chật ních cả nhà trong lẫn nhà ngoài, chiêng đánh thì ngân vang. Cái cảnh ăn mừng đó thì kéo dài khắp cả mùa khô, vô cùng là vui mừng tấp nập. Thế thì các em sẽ thấy là với những cái văn bản đọc mở rộng này thì chúng mình không có tập trung
vào đặc trưng của thể loại. Chúng mình không có tập trung vào nhân vật, cốt truyện hay sự kiện, mà chúng mình tập trung vào gì đấy ạ? Chúng mình tập trung vào nội dung. Cuối cùng, chị có câu hỏi số 3. Vì sao ngôi nhà được nói đến trong văn bản gọi là ngôi nhà truyền thống của người ED? Bởi vì sao ạ? Bởi vì ngôi nhà được nói đến trong văn bản được gọi là ngôi nhà truyền thống bởi lẽ cái hình dáng, rồi các hoa văn chạm khắc đều gắn liền với nếp sinh hoạt, với phong tục tập quán của người ED. Cái ngôi nhà đó mỗi ngày được nối dài là bởi vì đó chính là cái không gian sống và là nơi gắn kết bao thế hệ dòng tộc của người ED. Người già trẻ con thì ngồi nghe hát sử thi, rồi đàn ông thì cha cán cuốc cán cày, còn phụ nữ thì dệt vải. Và đó chính là cái nề nếp, là cái phong tục. Và chính vì lẽ đó, cái ngôi nhà sàn của người ED, người ta còn được gọi là ngôi nhà truyền thống bởi nó gắn với nếp sinh hoạt, phong tục tập quán của người dân các em ạ. Vậy thì audio văn học số này đã kết thúc rồi. Chị Dương mong rằng sẽ giúp các bạn thật là nhiều trong quá trình học tập của các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số audio văn học lần sau. Bye bye! Đừng quên đăng ký ngay khóa học toàn diện dành cho các bạn học sinh lớp 10 để chinh phục 8+ môn ngữ văn cùng học văn chị Hiên nhé!